Đối với những vận động viên thể thao Việt Nam thì được tham dự SEA Games là cả một ước mơ rất lớn, và nếu như còn giành được huy chương ở đấu trường SEA Games thì lại là một niềm vinh dự lớn hơn nữa. Cựu vận động viên